Tiếp theo là một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại thôn 3, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, khiến 4 người trong một gia đình tử vong trong phòng ngủ sau tiếng nổ lớn xảy ra. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này cụ thể như thế nào. Mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau đây. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện vợ ông Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1966 ở thôn 3, xã Kiền Hải, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng là bà Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1971. Con gái là Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1990. Con trẻ là Vũ Trọng Khương, sinh năm 1990. Cùng cháu ngoại là Nguyễn Thị Tuyết Nhi, sinh năm 2007, đã tử vong tại khu vực phòng ngủ. Một số đồ đạc bị cháy biến dạng, ông Hải bị thương, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Một người dân gần nhà nạn nhân cho biết, hồi ngày 15 tháng 8, sau khi ăn cơm xong thì ông Hải sang nhà người quen. Ở nhà còn 4 người, trong đó có một người đang mang thai. Cháu của ông Hải cắm điện thoại vào máy tính xách tay gây nổ, sau đó gây nổ thêm các vật dụng khác trong nhà. Ngay trong đêm, ông Phạm Văn Thép, bí thư huyện ủy và ông Nguyễn Huy Hoàng, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cùng lãnh đạo công an huyện Thủy Nguyên đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các mặt công tác điều tra làm rõ vụ việc. Trước đó, thông tin về vụ việc được mạng xã hội đăng tải là do nổ máy tính xách tay vì gia đình vừa sạc vừa dùng. Tuy nhiên, chính quyền huyện Thủy Nguyên bác bỏ nội dung trên. Theo công an thành phố Hải Phòng, nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định là do nổ bình ga.